Dương Dâu xin chào tất cả các bạn. Lâu lâu rồi, một thời gian cũng lâu do mình có một chút công việc, mình không được ra video thường xuyên. Được ra video thường xuyên các bạn, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu. Mình sẽ lại làm video để cùng chia sẻ với các bạn về những các món ăn, về những cái trò chơi và tất cả những cái thử thách trong cuộc sống ở quê các bạn nhé. Wow. Thì và tuần lại ra cho các bạn xem này. Đấy. Mình có một ít cam nhé các bạn nhé. Cam xanh này. Thế và đây là cái các bạn nhìn đã biết cái gì chưa? Lưỡi vịt đấy các bạn này. Nhìn rất là ngon này, trắng phau. Lưỡi vịt này mình đã chế biến làm sạch sẽ rồi nhé. Mình đã rửa muối, rửa gióm, mình đã rửa sạch sẽ rồi nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm món lưỡi vịt luộc lẫn nước cam này các bạn nhé. Thì cam thì bây giờ mình sẽ đi vắt lấy nước để mà mình sẽ đun lẫn cái lưỡi vịt này xem cái mùi vị nó có khác lạ so với luộc với nước không các bạn nhé. Thì cái lưỡi vịt này thì mình cũng đã làm một món rồi, đó là lưỡi vịt om bia, mình sẽ để cái link video ở trên này các bạn nhé. Thì thôi bây giờ mình sẽ bắt tay và mình sẽ đi làm luôn các bạn nhé, để đun để ăn thử xem cái món này nó có thành công không nhé. Và các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Cái lưỡi vịt này ấy, thì mình đã rửa sạch sẽ rồi các bạn nhé, thì mình sẽ để ra ngoài. Còn cái cam này thì bây giờ mình sẽ đi vắt lên nước để mà mình đem đi chế biến món lưỡi vịt luộc nước cam các bạn nhé. Cam cam sạch rất ngọt, bỏng nước. Vắt lấy nước các bạn nha. Không biết cái món này có thành công hay không nhưng mà cũng hấp dẫn đấy. Đây các bạn, cái nước cam này mình đã vắt rồi, đây rồi các bạn, vắt ra được nước rồi nhé. 10 quả cam mà mình vắt được có từng này được các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho vào nồi để mà đi đun các bạn nhé. Đấy, mình cho lưỡi vịt vào nhé. Nhìn lưỡi vịt ngon chưa các bạn, trắng phau. Sau đó mình sẽ đổ nước cam vào nhé. Không biết có đúng không? Hy vọng là đúng. Ôi, chưa ngọt lên rồi. Ít quá nhỉ, ít cam quá nhỉ, ít nước nhỉ. Này thêm độ 5 quả nữa thì vừa, hơi ít nước đấy, vừa được. Mình sẽ đun đến lúc nó sôi lên là nó sẽ cũng chín rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đem đi mình đun. Đây cái nồi lưỡi vịt rồi, mình đã bắc lên bếp rồi nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi đun. Đun cái này chắc tầm độ 10 đến 15 phút là chín rồi. Vì lưỡi vịt này nó cũng rất nhanh chín và nó giòn lắm các bạn nhé. Đây, cái lưỡi vịt mình vừa luộc nó vừa bị sôi lên được một lúc rồi các bạn. Mình nhìn thấy nó cái nước cam này nó váng hết lên rồi này, cái tép cam với nước cái vàng nó bám hết lên đấy, cái lưỡi vịt cũng trắng này các bạn nhìn này, đấy, chứ nó không bị vàng. Lúc đầu là mình tưởng nó vàng như thế này này, đấy. Đấy, lúc đầu là mình tưởng nó vàng như vậy nhưng mà nó cũng vẫn trắng các bạn, vẫn chưa chín đâu, mình mới luộc nó vừa mới sôi được một lúc, chắc đun tầm độ 5 phút nữa là mình sẽ tắt bếp ra để thưởng thức các bạn nhé. A few moments later. Đây các bạn, cái đĩa lưỡi vịt luộc nước cam của mình đã xong rồi đây, quay gần lại đây cho các bạn xem. Đấy, nhìn nó cũng trắng như là cái luộc nước đó các bạn, nó có những cái chỗ nó bám
nước cam vào thì nó vàng vàng này. Như các bạn nhìn này, đang bốc khói, bốc hơi đây này, ôi xôi, rất là nóng. Thì mình cũng chưa thử cái món này nên không biết là nó có thành công hay không. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi thưởng thức xem nó có ngon hay không các bạn nhé. Rồi mời các bạn nhé. Mình sẽ ăn trước, mình sẽ không chấm để xem cái vị của nó có như là luộc bằng nước không các bạn nhé. Vì nếu như mà luộc bằng nước ấy, thì mình sẽ cho gừng này, mì chính này, bột canh này đấy, thì hoặc sả nữa này mình sẽ cho vào thì nó sẽ có cái mùi thơm hơn. Nhưng mà luộc với cái nước cam này ấy, thì mình sẽ không cho bất cứ một cái nguyên liệu nào, cái gia vị nào vào, thì mình sẽ chỉ cho mỗi nước cam không. Thì mình sẽ đi ăn thử xem nó như thế nào các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Có xương. Sau khi mình ăn một cái lưỡi vịt mình không chấm lẫn cái bột canh chanh ớt này nhé, thì mình thấy cái lưỡi vịt này á thì nó có cái vị của cam các bạn, cam nó không được ngọt, nó hơi rốt chua, nên ăn cái lưỡi vịt nó cũng rốt chua các bạn nhé. Còn lưỡi vịt thì nó rất là giòn, ăn nói chung cũng ngon, nhưng mà cái vị của nó chua chua các bạn, chua chua của cam, ăn cũng ngon. Nên bây giờ mình sẽ ăn, mình sẽ chấm thử cái nữa các bạn nhé. Chảy nước miếng nha các bạn. Chóng ngọt hơn các bạn, nó đậm đậm hơn, ăn dễ ăn hơn. Vẫn không ngon bia. Vì thế, bia nó bia ngọt. Ngọt đấy. Bạn đã ăn cái lưỡi vịt này bao giờ chưa? Lưỡi vịt này nhìn nó thế này nhưng mà nó ăn ngon, nó cũng rất là nhiều ngải, có tí xương, nhưng mà ăn lẩu cũng ngon. Mình có ông anh ông ấy với vịt đúng không, còn cũng để cho một ít ăn ngon đấy. Đây là cũng là chợ không mua được các bạn, cái lưỡi vịt này là các bạn phải biết nó vào mục các bạn và đặt trước, người ta sẽ để lại cho các bạn. Rồi giờ các bạn đã chọn mua không có lưỡi vịt. Cái lưỡi vịt luộc nó cảm thấy ăn ngon, mình thấy ngon, ngon. Nó không có nhiều vị như là mình luộc bằng nước, mình cho mình chính một cành. À, gừng chả, nhưng mà luộc nước cam này nó có mỗi một vị chua chua ăn hay hay. Lần trước mình làm món lưỡi vịt ở bìa đấy, ăn cũng ngon, cứ mình
Ôi lòng nó. Wow. Con rau mình cho vào mình ăn nó. Cái nơi vị này nó mềm. Nó nhũn này. Mà cái màu nó đỏ đỏ. Cái màu bánh giá này đẹp á. Cái màu luộc. Luộc rồi nó không có màu các bạn. Hầu như là nó trắng hết này. Nó trắng như là những cái luộc lẫn nước. Nó hơi vàng vàng. Chắc các bạn nhìn qua là lại thì chắc là không kịp. Thấy là cũng như là mình nhìn tận mắt này, nhìn trực tiếp này thì nó nhìn nó hơi vàng vàng hơn. Nhưng mà nó có cái chua chua, cay hành. Cái chua chấm ăn một cành cành ơi quá chuẩn. Nói chung là cái món này cũng là ngoài 17 ăn cái lưỡi vịt nó đã ngoài rồi nên đun kiểu gì cũng ngoài. Lúc về nhà mình ăn các lúc hết ăn cơm thì các bạn ngon này. Đấy rồi. Quay gần lại là các bạn xem này. Những cái vịt này nó không có gì đâu, nó cái này nó gần như là cái phần nó khó nói nhỉ, thịt thì cũng không phải thịt mà nó là cái phần mềm mềm lắm, sụn thì không phải sụn, ăn nó mềm mềm nó giòn giòn lắm. Hay nó có tí sườn. Phần thịt thì nó chỉ có hai cái này thôi, còn phần thịt này ăn đỏ chắc rồi. Còn bạn mình nó ăn video về lẩu lưỡi vịt nhà hàng, nhưng mà trước hết giờ phải đi dặn bảo ông anh mình để dặn ông anh hiện tại có một ít. Nó mặt lộc quá chắc là quên mất một tiếp quá không mình một loại bia quên không đi mua có loại bia nữa nhóc phải đắt. Nói chung là mình thấy cái món này ăn cũng là lạ miệng. Nó chua chua, của vị của cam đấy. Cái chua mà nó luộc lên xong nó nóng á, mùi nó thơm của cam lắm. Ăn cũng hay hay. Nói chung là cũng ngon. Nếu vịt thì đun kiểu gì cũng ngon các bạn. Mình đánh giá món này là ngon. Và mình cũng xin kết thúc cái video này rồi. Các bạn xem video, nếu video này các bạn hãy follow, like, subscribe và nhớ ấn chuông nha. Ôi, xin chào tất cả các bạn nha. Có chỗ nữa thì này mình cho
mấy cái cuốn thì mình đã ăn tiếp, mình ăn hết gần được. Hôm nào mình sẽ làm món lẩu lưỡi vịt nha, các bạn hãy cùng chờ xem ấy. Xem cái món này nó sẽ ngon như thế nào, mình nghĩ là nó sẽ ngon. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé.